một gương mặt khả ái của điện ảnh nước nhà, một người đã yêu và đã sống đến tận cùng vai diễn, một nghệ sĩ đã gây bao thương nhớ trong lòng khán giả. Để Biệt Động Sài Gòn là một bộ phim kinh điển về đề tài chiến tranh, và vai diễn Nico Huyền Trang được xem là nốt thăng đẹp đẽ nhất trong cuộc đời nghệ thuật của nghệ sĩ ưu tú Thanh Loan. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình trò chuyện cuối tuần trên kênh NTV. Hẳn rằng quý vị cũng đã nhận ra khách mời của chúng tôi ngày hôm nay qua những hình ảnh trong đoạn clip vừa rồi. Vâng, xin trân trọng giới thiệu tới quý vị và các bạn Nico Huyền Trang của Biệt Động Sài Gòn, một bộ phim dậy sóng những năm 90 của thế kỷ trước, một vai diễn để đời, một dấu chấm tuyệt đẹp trong nghệ thuật của đại tá nghệ sĩ ưu tú Thanh Loan. Vâng, xin chào bạn, xin kính chào quý vị khán giả. Vâng, lúc này đây thì Lê Mai vẫn cảm nhận được ánh mắt vừa dịu dàng, sâu thẳm nhưng cũng đầy gan góc và quyết liệt của Nico Huyền Trang. Bà có thể chia sẻ một chút về cái cảm xúc mà sau 4 thập kỷ công chiếu Biệt Động Sài Gòn được không ạ? Vâng, chúng tôi là những người nghệ sĩ được tham gia cái bộ phim gọi là phim kinh điển của nền điện ảnh cách mạng Việt Nam. Sau hơn mấy chục năm mà vẫn được khán giả ghi nhận, chúng tôi là những người nghệ sĩ trong cái bộ phim đó. Cảm thấy rất là tự hào và cảm thấy mình đó là cái phần thưởng vô giá của khán giả đã dành cho những nghệ sĩ khi tham gia bộ phim Biệt Động Sài Gòn. Vậy thì cơ duyên nào đã mang bà đến với vai Nico Huyền Trang ạ? Năm 1983 họ đã khởi quay rồi và họ quay được một năm rồi nhưng đạo diễn chưa tìm được người vào vai Nico Huyền Trang cho thích hợp. Thế lúc đó thì tôi đương làm phát thanh viên của truyền hình an ninh. Thì trong đi công tác thì tình cờ gặp họa sĩ Trịnh Thái. Thì khi anh ấy phát hiện ra thì anh ấy nói đạo diễn. Thế tôi thì bảo rất là vui, nhưng mà tôi bảo phải cho tôi đọc kịch bản hả? Khi mà đọc kịch bản thì tôi thấy là cái vai đó rất hợp, rất là có đất phát triển cho người nghệ sĩ. Và tôi về xin phép cơ quan là tôi nhận lời. Nhưng mà cái bộ phim đây là một cái bộ phim nhựa màu đầu tiên của Việt Nam nhiều tập. Nên là quay rất là công phu, vất vả lắm. Đầu tiên tôi nghĩ chỉ một năm xong thôi, không ngờ đến 4 năm sau mới xong cái bộ phim 4 tập Biệt Động Sài Gòn này. Vâng. Để có được những cái thước phim hay trong Biệt Động Sài Gòn thì hẳn là sẽ không thiếu những cái gian khổ. Vậy thì những cái gian khổ mà khán giả không biết đấy là gì ạ? Bộ phim của chúng tôi thì vất vả, tức là phim nhựa. Phim nhựa mà phim quay màu cô đã Ocvo của Đức, mà cả nước lúc ấy thì mới có một cái cơ sở in tráng phim màu ở ngoài Hà Nội. Nên là chúng tôi cứ quay xong cái mẻ nháp nào đầu tiên chúng tôi phải gửi ra Hà Nội để thử pô, thử nê. Mà tốt, không có vấn đề gì, lỗi về kỹ thuật, về định sáng, đo sáng thì trong Sài Gòn mới lại tiếp tục quay tiếp. Nên chính vì thế bộ phim nó kéo dài và chúng tôi luôn luôn hồi hộp, căng thẳng vì tất cả cái bối cảnh đó rất là công phu, hoành tráng. Mà bây giờ chỉ một lỗi sơ rất nhỏ thì kỹ thuật thôi là phải quay lại. Nhưng không như thời cả bây giờ là kỹ thuật số rồi, nó rất là nhanh. Nhưng chính cái bộ phim đó nó kéo dài thời gian thì để cho buộc những người mà hóa thân vào những nhân vật của mình ấy thì là phải có thời gian nghiên cứu kịch bản này, được đi trải nghiệm, đi thực tế. Như bản thân tôi khi mà hóa thân với vai Nico Huyền Trang ấy, tôi phải đi vào chùa học đi khất thực như thế nào, tụng kinh có mõ làm sao, đánh chuông thế nào, tôi cũng phải ở trong chùa phải 10 hôm để được các ni sư người ta hướng dẫn cho mình, để mình có cái vốn sống, có kiến thức về nhà chùa. Là một người phụ nữ gốc Hà Nội, thế nhưng mà lại vào vai một ni cô trong Biệt Động Sài Gòn rất ngọt. Vậy thì bà làm như thế nào để có thể là hóa thân một cách xuất thần đến như thế ạ? Tôi là vào văn công, vào trường nghệ thuật quân đội từ lúc con 16 tuổi thôi. Cuộc đời mình được trưởng thành và lớn lên ở trong quân ngũ. Nên mình có cái cảm nhận, có sự đồng cảm với những người chiến sĩ đó. Nên là khi mình hóa thân vào vai nó cũng gần gũi với mình. Các đạo diễn đều chọn tôi vào những cái vai cô nông thôn, dịu dàng, chịu đựng, hy sinh. Toàn đóng vai chính diện thôi. Khởi đầu cái phim năm 1971. Người về đồng cói cũng vai một cô thôn nữ. Phim thứ hai thì phim bài ca ra trận thì cũng yêu một anh thương binh. Vâng. Thế nên cũng rất là có duyên. Mà trước khi cái phim Biệt Động Sài Gòn ấy thì tôi đã vai cái phim Phương án 3 bông hồng.
coi như cũng một phim biệt động cũng nổi tiếng, tức là phim nhựa đen trắng ngày xưa đấy, năm 81. Chính vì cái sự tích lũy bề dày như thế thì đến cái phim cuối cùng là Nico Huyền Trang thì nó cũng thuận lợi cho tôi hơn. Đã gần 40 năm kể từ khi bộ phim Biệt động Sài Gòn công chiếu, nghệ sĩ ưu tú Thanh Loan vẫn không thể nào quên 4 năm đồng hành vào Nam ra Bắc cùng đoàn làm phim khi vào vai Nico Huyền Trang. Nhân vật cùng những thước phim không chỉ theo nghệ sĩ suốt cuộc đời làm nghệ thuật mà còn là một hình mẫu của nền điện ảnh cách mạng Việt Nam và là thần tượng của đồng nghiệp cùng nhiều thế hệ khán giả. Đó là một cái vai khó, vai đầy thử thách. Nó vừa phải làm sao nó toát lên được hai cái điều mà cái vai Nico Huyền Trang phải làm. Một mặt là một chiến sĩ cách mạng, một chiến sĩ tình báo hoạt động trong nội địch. Nhưng cái khó nữa là với người yêu mình. Đấy. Người yêu mình thì lại phải cùng giả vờ đóng cặp vợ chồng với một đồng đội nữ của mình, cũng là trong mạng lưới tình báo, đối phó với kẻ thù, nhưng đồng thời cũng phải đối phó với lòng mình nữa. Qua nhiều vai diễn thì chúng tôi sẽ ấn tượng mãi, mà đặc biệt là Nico Huyền Trang đi đâu là cứ bảo chị Thanh Loan đã từng xuống tóc để làm Nico. Đây là một diễn viên mà nghiên cứu nội tâm nhân vật rất là kỹ. Vì vậy cho nên chị vào rất thật luôn. Và thậm chí là người ta đến bây giờ vẫn còn gọi đấy là Nico Huyền Trang. Vai diễn Để Đời Này Của Bà thì chắc chắn là cũng sẽ gắn liền với rất nhiều kỷ niệm đúng không ạ? Khi mà tôi hóa thân vai đó thì tóc tôi còn dài hơn thế này cơ. Thế nhưng mà đạo diễn vì vai Nico nên đạo diễn yêu cầu là húi chọc. Tôi tiếc lắm. Xong mà sau đắn đo thì cũng là thôi hy sinh vì nghệ thuật. Thì ngày xưa là cái nghệ thuật hóa trang nó không như bây giờ. Thế cũng mà mọi người cắt đi nhưng mà mọi người bảo thôi thì cái vai này có lúc lại trở lại với là chiến sĩ biệt động. Nên chỉ cắt hết đằng sau đi thôi. Còn đằng trước vẫn để lại một chút mái. Thì luôn luôn là vai Nico Huyền Trang cứ phải đội mũ len là vì thế. Cái vai diễn Nico Huyền Trang này có điều gì khác biệt so với những cái vai diễn còn lại? Thật ra cái vai Nico Huyền Trang là một cái vai mà bất cứ một người nghệ sĩ nào mà đọc kịch bản mà thấy nhân vật đó thì đều thích cả. Bởi cái vai nó đa chiều, đa dạng, nó rất là phong phú về nội tâm. Chẳng hạn lúc thì là một nhà sư rất là từ bi, hỉ xả, nhưng tụng kinh gõ mõ, khuôn mặt phải rất là nhà chùa. Thế và nhưng mà lúc sau thì khi mà tình huống xảy ra lột xác là một vai chiến sĩ biệt động, chỉ huy anh em đội ngũ ngồi trên xe dép và tấn công kẻ thù. Vâng, cho đến bây giờ thì Biến Động Sài Gòn vẫn được xem là bộ phim kinh điển. Vậy thì theo bà, lý do vì sao mà bộ phim có thể có một cái sức sống lâu bền đến như vậy? Tôi nghĩ rằng là cái bộ phim đó, bản thân cái câu chuyện phim đó đã hay rồi. Và cái dàn diễn viên đó toàn diễn viên chuyên nghiệp và đóng hết mình. Cho đến bây giờ người ta vẫn nhớ đến là K9 trong Mùi Cường, anh Quang Thái trong Chủ Hãng Sơn Đông Á, chị Hà Xuyên trong vai Ngọc Mai và anh Hai Nhất trong phim Ba Cần, anh Thương Tín trong vai Sáu Tâm, chị Thúy An trong vai Ngọc Lan và tôi Nico Huyền Trang. Câu chuyện nó hay, hấp dẫn, rồi nó có tính nghệ thuật cao. Nên tôi nghĩ rằng nó đi vào lòng người, đi vào trong một cái giai đoạn lịch sử trong cuộc chiến cam go ác liệt của những chiến sĩ biệt động thành. Chính vì đó nó để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng người xem. Vâng, sau cái vai diễn này thì cuộc sống của bà thay đổi như thế nào ạ? Cái vai diễn nó diễn nó đạt quá, hay quá, được khán giả ghi nhận, thích mà mình cũng cảm nhận được cái điều đó. Đi đâu mà người nhận ra Nico Huyền Trang và người ta quên mất tên thật tôi là Thanh Loan. Cái nhân vật Nico Huyền Trang nhân vật hy sinh trong tình cảm riêng tư của mình để tấn thân vào trong cuộc chiến đấu. Nhưng rất nhiều người lại sinh con, đặt con tên là Huyền Trang. Thì tôi đó là cái niềm vui phấn khởi của cái người nghệ sĩ, cái nhân vật của mình để đời như vậy. Vâng, một cái sự ghi nhận, một cái sự ngưỡng mộ dành cho cái vai diễn của mình đúng không ạ? Nó quá tuyệt vời đúng không ạ? Vâng. Sau cái vai diễn Nico Huyền Trang thì bà cũng dừng lại luôn cái nghiệp diễn. Vâng. Lý do vì sao vậy? Đấy như tôi nói rồi đấy, tức là cái vai diễn Nico Huyền Trang nó hay rồi. Nó đất cho người phát triển lên đến đỉnh cao rồi. Thế mình có những vai khác chưa chắc là lên đỉnh cao được cái vai đó. Đấy là cái yếu tố thứ nhất. Cái thứ hai lúc ấy tôi chuyển qua không làm công tác quản lý rồi, tôi phó giám đốc điện ảnh công an nên là cơ quan không có thời gian để đi đóng phim nữa. Mà tôi thì loại người diễn viên là cổ điển, tức là tôi chỉ tham gia được phim điện ảnh thôi, phim truyền hình nó quay nhanh quá, tôi
tôi không theo kịp được. Vai diễn Nico Huyền Trang cũng đã tạo nhiều ảnh hưởng trong cuộc sống đời thường của nghệ sĩ ưu tú Thanh Loan. Những chuyến đi của nghệ sĩ luôn có điểm đến là những ngôi chùa. Nơi đó đã gợi nhắc về những tháng ngày nghệ sĩ học cách tu tập để vào vai diễn. Cũng nơi đó, nghệ sĩ Thanh Loan nói lời biết ơn nghệ thuật điện ảnh đã cho bà sự thăng hoa dù ở vai trò hay vị trí nào. Và có lẽ hạnh phúc nhất của người nghệ sĩ là sự ảnh hưởng của chính mình đến đời sống nghệ thuật. Khi mà được tuyển vào đoàn kịch nói Tổng cục Chính trị, nơi mà chị đang công tác, tôi thấy chị được đóng rất nhiều vai. Mà cái vai mà tôi thần tượng nhất là vai chị Nhàn trong vở kịch Chị Nhàn của nhà văn Đào Hồng Cập. Lúc ấy chị Loan là một nữ du kích vừa đẹp, vừa thông minh, tháo vát. Và bằng mọi cách tôi phải xin được đóng một vai quần chúng trong vở diễn ấy, để được cùng đi công tác với chị. Cùng sinh hoạt trong Hội Điện ảnh Việt Nam, được nhiều dịp cọ sát cùng chị. Chị là một người hết sức là nhanh nhạy và hết sức là công bằng. Luôn luôn giữ một cái hình ảnh hết sức là trong sáng và mạnh mẽ. Thế cho nên đối với tôi, chị Thanh Loan là một cái ngôi sao, một cái étoile mãi mãi trong lòng tôi. Ngoài các cái bạn diễn, ngoài làm việc với đạo diễn ra thì tôi được biết là chị Thanh Loan có một cuộc sống gia đình, có thể nói rằng là cho chị rất nhiều cảm xúc. Tức là chồng chị là một giáo sư về toán học, tuy nhiên là rất tâm hồn, rất nghệ sĩ, vẫn cứ làm thơ. Thì phải nói rằng là khi mà sống với một người nghệ sĩ như vậy, nếu như là một nhà toán học khô khan thì rất khó có thể làm bùng nổ những cái tài năng của chị. Vâng, khép lại nghiệp diễn viên và bà đã chuyển sang những cái vai trò khác, ví dụ như là đạo diễn phim tài liệu của điện ảnh công an. Vậy thì những cái vai diễn đấy đã hỗ trợ bà như thế nào trong cái vai trò mới này ạ? Rồi hỗ trợ nhiều chứ. Tôi thấy đấy là một cái phần thưởng vô giá quý nhất của người nghệ sĩ đấy. Khi mà tôi chuyển sang làm công tác đạo diễn những cái phim tài liệu của trong ngành công an, thì đi đâu được các đơn vị công an rồi nhân dân đều là nhận ra và hết lòng nhiệt tình ủng hộ và tạo điều kiện thuận lợi cho Nico Huyền Trang trong vai trò đạo diễn lắm. Công việc đạo diễn thì rất cần những cái chuyến đi thực tế. Vậy thì xứ nghệ có phải là điểm đến mà bà lựa chọn hay không? Thì tôi làm những bộ phim về phòng chống ma túy. Tôi nhớ mãi là cái Nghệ An là cái điểm nóng, cái giáp biên giới với Lào. Thì tôi được đi những vùng sâu vùng xa nhất của Nghệ An và đi những nơi mà ít người đến được. Tất nhiên cách đây độ 20 năm thì nó nhiều vùng còn hoang vu, nó không như được như bây giờ. Nên là khi mà quay bộ phim mà chúng tôi phải đi hàng tháng trời. Nên là ở vùng Nghệ An là tôi rất là gắn bó. Vâng, vậy thì bà có thể chia sẻ một chút về cái cảm nhận của mình về mảnh đất và con người của xứ Nghệ. Và xứ Nghệ thì nhiều lắm. Vâng. Thì tôi có nhiều tình cảm nói với bạn là bà nội tôi là người Quỳnh Lưu đấy. Họ ôn ái họ Văn ở Quỳnh Lưu. Dân xứ Nghệ của chúng ta là có chí lắm. Vâng. Nhất là ham học hỏi và tính gắn bó đoàn kết. Đi đâu ở các gia tôi đi ra nước ngoài mà thấy là đồng hương xứ Nghệ là gắn bó với nhau, giúp đỡ nhau, hỗ trợ nhau nhiều lắm. Vâng. Đấy là cái quý của người xứ Nghệ ta đấy. Bây giờ thì Lê Mai muốn nghệ sĩ ưu tú Thanh Loan chia sẻ một chút về những cái ấp ủ, cái dự định trong điện ảnh của bà trong thời gian tới được không ạ? Sắp tới thì tôi có bạn bè đồng nghiệp mời tôi tham gia cùng, không phải vai diễn mà góc độ biên tập hay là đạo diễn gì đấy, phim truyền hình 30 tập Mệnh lệnh nhân dân, nói về chống tham nhũng trong công cuộc chống tham nhũng hiện nay. Vâng, Lê Mai cũng như là quý vị khán giả sẽ chờ đợi những cái bộ phim hay từ nghệ sĩ ưu tú Thanh Loan, những cái bộ phim mang hơi thở đương đại. Và chúc cho bà thật nhiều sức khỏe để có thể tiếp tục với những cái ấp ủ, với những dự định, những kế hoạch của mình. Và cảm ơn bà đã tham gia với chương trình ngày hôm nay. Vâng, xin cảm ơn bạn và cảm ơn các quý vị khán giả đã theo dõi chương trình. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình trò chuyện cuối tuần cũng xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng với chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.